đúng rồi, biết con là trên nhưng mà bây giờ biết con sẽ nhận nhẹ biết cao dạ đi dạ. Có cô gì vậy con, nay có cô nào giới thiệu cô gì giới thiệu cô Ngân chào quý khán giả nè. Cô Ngân, cô Trang. Dạ xin chào quý vị khán giả. Bây giờ là 9:30 rồi. Mà mấy anh em mới livestream xong hôm nay chắc cảm giác là bán rất là được nhiều hàng đó, có sự trợ giúp của trợ thủ đắc lực trà sữa đang phụ cô Trang với cô Ngân dọn dẹp. Wow, cảm ơn trà sữa. Hồi nãy giờ buồn ngủ trà sữa, đây cái tóc này chị cũng vừa mới hết tóc nhỏ gì mốt hết không biết cột cái đuôi vừa được nữa không nữa. Trời ơi, anh hết rồi, nó chỉ ở ra ngoài. Đây cô Trang sắp lại chăng, trà sữa mang qua thôi. Cô Trang cảm ơn. Chiều thưởng đâu với người nào cảm ơn nha. Ai về đâu bao cô cắt sữa. Sữa giỏi quá ta. Sữa dọn cần cẩn thận nha con. Sữa giỏi quá. Nói chung là sữa thì rất là thích phụ công việc nhà. Nhưng mà nhiều khi phụ cũng được, nhiều khi phụ thì đúng không? Phụ mình làm một cái rối rắm thêm. Trời ơi, ôm từ từ thôi con. Từ từ nha, cô Trang cảm ơn. Từ từ nha con. Con hôm nay con bán gì nào? Ừ đây cho con. Hôm nay con bán gì? Sữa. Hả? Hôm nay con bán gì? Rồi, cảm ơn. Rồi. Sữa kìa, ba hỏi kìa, hôm nay bán gì kìa? Nay bán được không gái? Được không? Dạ được. Được. Trời ơi, làm hết rồi, cô Trang với cô Ngân làm gì? Đây, khiếp sợ mất tầng. Đây, từ cho con. Rồi trời ơi, sao quá. Còn mấy cái ấy đi, lát anh lấy máy hút bụi hút. Cái chừng bể nha. Chào, bọn này luôn. À, cô Trang cảm ơn. Đây. Hả? Trời ơi. Ê, cái này gãi dẹp, dẹp không lại với sữa luôn. Sữa làm mẻ quá ha. Rồi, xong rồi. Ồ, hôm nay hai cô dọn lẹ quá nhờ sữa. Ê, cái bịch kia nó bỏ ra. Cái này mình bỏ ra, bịch này mình dùng rồi, bịch mình dùng nha. Đây, để dùng quá, bịch đó để dùng. Được không? Rồi. Sữa thích lắm. Đây, cô mình hôn cho. Đi, có cái này ngon nè, sữa ăn không? Chơi như này hai cô. Sữa ăn không? Đây, cho sữa. Cái này là gì? Gì à? Thật nha, sữa không rớt nha. Đây, có bỏ tủ lạnh đi con. Để nó ly này, đi vậy. Nè, bỏ tủ lạnh nè. Ờ, con bỏ tủ lạnh, bỏ đây nào, con bỏ tủ ngăn đá rồi để ăn. Để cho nó đóng lại, cứng lại ăn. Rồi, dọn xong rồi. Dưới đâu? Bỏ dưới cũng được không? Bỏ dưới đi con, bỏ trong tủ rồi con. Đây, cô bỏ cho. Rồi, cảm ơn cô. Trời ơi. Đây, có liệu con bàn nè. Bàn hả? Đây, còn cái chén như thế này nè, cô Trang cất cái này nha. Cô Trang cất cho. Điện thoại cha để nó đi. Điện thoại đó của cô. Rồi, cảm ơn sữa nha. Khăn để thằng ấy đi. Giấy đưa cô. Rồi, mì lát là cha hút bụi cho hút. À, cái máy cái remote máy lạnh để ở đây. Giỏi quá. Rồi, đem mấy cái này qua để em ghế. Rồi. Rồi con bỏ ngoài thùi máy giặt đi. Đi để em đâu có để đó em xem đây. Đấy, coi chừng có giặt chưa mà con bỏ vô nha. Nó chưa. Rồi. Đưa lại con nhỏ quà. Hai em nhỏ. Này con nhỏ nè, con lau bàn đi không? Ha, lau bàn. Dùng nước. Làm gì vậy? Dùng nước đi. Trời ơi, dở vậy giờ đi xuống nước. Rồi lau đi. Chú cha lọi quá sữa. Phá. Cô bé lọi lên. Phá mà mệt. Cô bé lọi lên. Sạch bóng kinh kít ha. Trời ơi, trà sữa dở hết trơn rồi, dở quá chừng.
Cảm ơn trà sữa phụ của Chi với cô Ngân hôm nay nha. Dạ. Là hai cô làm đẻ quá chừng luôn á chứ bình thường. Để lên rồi đây con gấp lại này lâu chưa để ôi chào ghét quá chừng đây còn ghế này lâu hết rồi xỉu luôn. Có cái xe của Trang nãy đi tới cũng bị dơ, có lau được không? Ủa đâu xài gì mà sữa bỏ đi rồi. Thôi được rồi, được rồi, sạch rồi. Em nhận lại lau chứ còn cái bàn cái ghế rồi. Rồi đi lau sạch luôn đi. Thôi đi vậy trời. Để lại đắng đi giặt cái con. Bỏ vô tủ, ủa bỏ vô cái bồn đi mày giặt. Biết gì. Một cái khăn là lau toàn nhà luôn. Trời ơi, cưng như là. Sữa ai lau lại lau mặt cô ngon ăn sữa. Mặt cũng ăn chứ. Làm tin nói lau mặt cho cô Trang. Lau mặt cho cô Trang nè. Ủa nhưng hồi nãy cô Trang có đi cái xe á, mà xe cô Trang vô. Cô Trang lau mặt cô Trang với cô Ngân kìa. Lau xe được không? Không được lắm. Khanh này có lau mặt được không sữa? Không. Hả? La bàn xong rồi. Có lau mặt được không? Không được. Dạ không. Cái Khanh này dơ. Giỏi ta. Giỏi quá. Cái bàn sạch lắm luôn rồi đó. Hèn là lâu tới sáng luôn. Sang làm sang nhà không, nhà nó thích phụ lắm. Rửa chén, rửa bát, làm nhà, quét nhà được mà hai làm bèm thôi. Làm thì hai làm bèm. Rồi giỏi chưa, biết giờ xong thì đi ra giặt khăn luôn. Con đâu nữa vậy? Được chưa? Rồi. Rồi, cho con dọn dẹp đã đi rồi xíu chơi của tay của chân cho con được rồi, cho cái chân của chân thay đồ ha. Ô không phải quá đi cái gì. Ô cô Trang, cô Ngân đâu rồi? Cô Ngân mới đi ra ngoài á. Cô Ngân ra ngoài bỏ rác tí xíu thôi à. Ủa lâu rồi, lâu thêm một lần nữa hả? Phải lâu hai lần hả? Trời ơi lâu kỹ quá vậy. Lâu hai lần luôn. Sao dơ thì mệt thiệt chứ. Cho cô Trang phụ không? Nha, cho cô Trang phụ đi. Được không? Trang phụ nha. Em làm gì? Được không? Đây cô Trang phụ nha. Chứ trà sữa làm nãy giờ mệt rồi. Cô Trang phụ nha. Trà sữa. Trà sữa giỏi quá, ra đây cô Ngân có quà này. Trời ướt nhẹp này. Có quà cho sữa sữa này. Để đây nha. Có phải là rồi không? Gọi anh nhịn nữa. Này để con để con lau nhà. Thôi rồi, con ra đây con ăn con quậy cho nè nha. Để nó đi. Để con nước nước con lau rồi lại. Không được đẹp quá luôn. Rồi, giỏi. Rồi, lau lần nữa thôi nha con. Nha, nha gái. Lau lần nữa thôi ha. Rồi, rồi đi, giữ cái hàng. Ôi, bây giờ có quà nè. Có quà, quà này, có quà, cô Ngân quà được không? Ủa, quà được không? Không thích quà hay sao á? Thích làm việc nhà hơn. Lâu chút rồi. Bởi chứ hồi mình học đi lâu lại. Bởi vậy làm vậy đó, nhiều khi cũng mệt lắm. Sữa ơi, mà trà sữa cưng tụi mình quá ha. Mình qua chơi với trà sữa chăm, trà sữa giọng. Sữa ơi, sữa. Được chưa, xong chưa? Trời ơi, nước tùm lum con ơi. Rồi đem lại đắng đây lát ra giặt cho ha. Thôi đem giặt. Trời ơi, con đi. Trà đúng như quá, để con giúp cái hàng lại lại. Rồi, rồi bỏ đi, rồi giặt để lên chỗ cũ đi. Được chưa? Được chưa? Cái cô xong, cô Trang, cô Ngân buồn ngủ kìa, lau mặt cho cô Ngân tỉnh ghê. Lau mặt cho cô Ngân xỉu rồi. Đợi trà sữa muốn xỉu rồi.
Sạch rồi, sữa ơi, sạch banh rồi. Được rồi con, dơ lắm. Ướt, ướt đây rồi nè. Bây giờ cho đi hút bụi nha. Thôi chào tạm biệt bà con cô bác nha. Con, cho con ra nha. Ờ, sao sạch rồi, giờ chào tạm biệt bà con cô bác để cho đi hút bụi đi, hút qua cái mì đổ rồi nè. Cho nó sạch sẽ nha con. Ừ. Được rồi. Đây sữa. Không biết mệt luôn. Lâu từ cái xe luôn á. Rồi cảm ơn con nha. Thôi chào tạm biệt quý khán giả nha. Bác sĩ sữa ơi, cô đơn sĩ của bác sĩ sữa ơi. Để khám bệnh cho cô Vương rồi con. Cần uống thuốc sữa ơi. Bác sĩ ơi, bác sĩ sữa ơi. Được rồi, sạch tay. Rồi chào tạm biệt quý khán giả nha. Bây giờ thì giờ Khương vừa đi đi hút bụi cho nó sạch sẽ đây. Không được không? Hả? Không được đi hút bụi. Con sợ không hút bụi phải không? Sợ mới hút bụi. Hồi sáng cho lấy hút bụi chạy đi. Chưa phải cho hàng luôn á. Ừ, con làm xong rồi cho hút thôi ha. Dạ rồi, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý khán giả trong buổi tiếp theo. Bye bye.